trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát từ các khu cách ly y tế tại các kiệt hẻm nhỏ, nhất là tại quận Hải Châu và Thanh Khê, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đề nghị cần siết chặt quản lý tại đây, bởi vẫn còn tình trạng lỏng ngoài và lỏng cả bên trong. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, đối với các khu phong tỏa ở các kiệt hẻm như thế, cần xem xét nới rộng việc phong tỏa để bao quát hết các khu vực có nguy cơ, Tại các chốt bố trí lực lượng canh gác thường xuyên, tuyệt đối không cho người và phương tiện ra vào bên trong và không được đưa bất cứ hàng hóa từ khu phong tỏa ra bên ngoài. Phân công cán bộ tuần tra thường xuyên trong khu vực phong tỏa để nhắc nhở xử lý người dân vi phạm quy định phòng chống dịch. Đặc biệt cần thực hiện phong tỏa trong phong tỏa để gom các khu vực có nguy cơ lớn ở đây. Đồng thời lấy mẫu 100% người dân ở trong khu vực phong tỏa cứng định kỳ 3 ngày một lần không để bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, xử lý hóa chất toàn bộ các nhà trong khu dân cư, định kỳ 3 ngày một lần, lồng ghép sau khi lấy mẫu. CDC Đà Nẵng cũng đề nghị các tổ COVID cộng đồng vào hoạt động giám sát kiểm tra sức khỏe người dân hàng ngày để sớm phát hiện các trường hợp bất thường để xử lý kịp thời, xây dựng bản đồ dịch tễ, khu phong tỏa cứng và khu vực các ca bệnh phát hiện.